Chiến thần hắc ám chương 266, biến động của nhà họ thẩm Thanh Vân, tình huống thế nào rồi, có phải là huỳnh nhân kia đã chết rồi không? Thẩm bán sơn không yên lòng liền cùng chú Dương Đích Thân đi xuống, kết quả cũng giống hệt với thẩm Thanh Vân, giọng nói dừng lại im bặt. Ông ta trợn mắt hốc mồm nhìn một trước mắt, đột nhiên tim nhói mạnh một cái, một cảm giác bất lực nặng nề, càn quét toàn thân ông ta ông ta đặt tất cả lên người hồng phất chính là vì để giết huỳnh nhân nhưng mà sự thật lại rất tàn khốc huỳnh nhân cũng chẳng thèm tự mình ra tay chỉ cần trợ lý của anh treo hồng phất lên đánh như một đứa con gái cục diện thật khôi hài và buồn cười nhưng thẩm bán sơn lại không cười nổi chút nào biết sai rồi chưa lưu an lạnh giọng hỏi biết sai rồi hồng phất khóc như mưa hoa lê trong giọng nói mang theo vẻ uất ức sai ở đâu không nên đối đầu cô với người đàn ông kia. còn gì nữa không? không nên vì kiếm tiền từ nhà họ thẩm mà ra tay với các người. sau này còn dám không? không dám. audio điện tử võ tấn bền. lúc này lưu an mới buông hồng phất ra. chuyện đầu tiên mà hồng phất làm sau khi được thả ra chính là xoa xoa cái mông của mình. cô ta đau đến mức cái mông muốn vỡ ra làm hai mảnh. cô ta đưa ánh mắt thù hận nhìn huỳnh nhiên một cái trợn móc trong ngực ra một trái cầu nhỏ màu nâu ném xuống đất bùm trái cầu nhỏ nổ tung từng mảng khói vàng lớn tản ra huỳnh nhân hét lớn một tiếng che mũi lại lúc này tất cả mọi người mới không hít khói độc vào người chờ sương mù tán đi bóng dáng của hồng phất đã biến mất bặt vô âm tín huỳnh nhân hơi nheo mắt lại lần này là lưu an chuẩn bị đầy đủ nên mới khiến hồng phất bị tổn thất lớn ai biết được lần tiếp theo Hồng Phất sẽ đột kích là khi nào chứ? Thân phận thảo cổ bà cùng với năng lực lợi dụng côn trùng đến giết người của cô ta hoàn toàn chính xác khiến cho người ta khó lòng phòng bị, cũng chính vì đụng phải huỳnh nhân với Lưu An, nếu như là sát thủ khác có lẽ cũng không biết đã chết như thế nào nữa rồi nhỉ. Huỳnh nhân nheo mắt lại, đánh giá thẩm bán sơn như già đi 10 tuổi trong phút chốc. Ông cụ thẩm, ngay cả sát thủ ông mời đến cũng đã chạy chối chết rồi, ông còn có cách nào nữa không? Thẩm Bán Sơn trầm mặc thật lâu, nắm chặt nắm đấm, đưa ánh mắt đầy vẻ âm trầm nhìn huỳnh nhân, nhưng lại không nói ra được một lời nào. Ông ta còn có thể nói gì nữa đây? Dòng họ Hùng mạnh nằm ở chỗ có bao nhiêu cường giả làm quan, lần này đội hình mà ông tạo thành, cho dù là đao khách mù lòa hay là hồng phất, cũng đều đủ để hủy diệt một nhà quyền thế siêu cấp, nhưng mà bọn họ vẫn thất bại. Sự mạnh mẽ của huỳnh nhân đã vượt quá tưởng tượng rồi. Nếu như ông ta có thể đoán được sớm một chút, cũng sẽ không phát sinh tất cả, nhưng thế sự chính là như vậy đấy, chỉ có lúc chân chính tuyệt vọng mới sẽ hối hận. Trầm mặc thật lâu, ông ta mới ngẩng đầu nhìn Huỳnh Nhân, khẽ thở một cái thật nhẹ nhõm. Cuộc chiến này là nhà họ Thẩm bọn tôi bại, anh muốn xử trí ba người bọn tôi thế nào cũng đều có thể, chỉ cầu bỏ qua cho những người khác trong nhà họ Thẩm chúng tôi một con đường sống. Ông nội, đừng thỏa hiệp mà. Sắc mặt của Thẩm Thanh Vân nhanh chóng thay đổi. Một khi chúng ta nhận thua, chúng ta chỉ có một con đường chết mà thôi bốp thẩm bán sơn nặng nề tát một bà tay lên mặt thẩm thanh vân mặt mũi tràn đầy âm trầm cái thằng ngu này vẫn chưa rõ sao nhà họ thẩm chúng ta không có bất kỳ vốn liếng gì để chống lại với anh ta cả chắc chắn ba người chúng ta phải chết không có gì đáng nghi điều duy nhất có thể làm chính là hy vọng anh ta có thể bỏ qua cho những người nhà họ thẩm khác của chúng ta mặt thẩm thanh vân xám như cho lập tức ngồi liệt trên mặt đất chú Dương cũng khuyên nhủ. Lão ra, suy nghĩ lại đi. Thẩm bán sơn lại khoác tay chặn lại. Ý tôi đã quyết, các người không cần khuyên tôi đâu, chỉ cần có thể bảo vệ được huyết mạch của nhà họ thẩm, tôi chết thì có làm sao. Mặc dù thẩm bán sơn có lòng giả ác độc, nhưng là thân là gia chủ cứng cỏi, vẫn phải khiến huỳnh nhân lau mắt mà nhìn. Hoàn toàn chính xác, thẩm thanh vân nhiều lần muốn dồn tôi vào chỗ chết, lão già ông đây cũng có suy nghĩ ra tay với vợ tôi, thần tiên cũng khó cứu được, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể dùng cái chết để giải quyết huỳnh nhân lên tiếng thẩm bán sơn đột nhiên ngẩng đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn huỳnh nhân anh nói cái gì nếu là lúc trước chắc chắn tôi đã giết các người chỉ có điều bây giờ vợ tôi vẫn luôn không hy vọng tôi sẽ giết người nữa cho nên tôi sẽ cho các người một con đường sống huỳnh nhân trầm giọng nói có điều tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha giao tất cả gia sản và tất cả tài sản sổ sách của nhà họ thẩm các người ra đây, không còn tiền bên trong, dù lòng các người vẫn còn ác ý như cũ, cũng không thể nào khơi được một gợn sóng. Chuyện này không thể nào đâu. Không đợi thẩm bán sơn trả lời, thẩm thanh vân liền tái mặt hét to, điều kiện của huynh nhân là dùng tất cả gia sản của nhà họ thẩm để đổi lại tính mạng của cả đám bọn họ. Từ nay về sau, anh ta không còn là công tử, gia đình của anh ta cũng không phải là nhà quyền thế nữa, anh ta sẽ giống như người bình thường vậy đó, mỗi ngày đều phải chen lấn trên tàu điện ngầm từ 9 giờ đến 6 giờ, cũng chỉ có thể cầm được mấy nghìn tệ ít ỏi trong tay. Anh ta không muốn sống một cuộc sống đau thương thế này đâu. Bảo chúng tôi giao nhà họ thẩm ra, còn không bằng để chúng tôi đi chết đi. Sắc mặt anh ta dữ tợn, trong giọng nói không hề che giấu sự thù hận đối với huỳnh nhân. Bốp, thẩm bán sơn lại dán thêm một bà tay lên mặt anh ta, ông ta dùng sức rất mạnh, đánh đến mức dướm cả máu. Cháu cầm miệng cho ông. Ông ta lại nhìn về phía Huỳnh Nhân, ánh mắt bình tĩnh. Anh muốn toàn bộ nhà họ thẩm, được, tôi cho anh, nhưng tôi hy vọng anh có thể nói được làm được mà chừa cho nhà họ thẩm một con đường sống. Ông nội, lão gia, thẩm thanh vân với quản gia chú Dương lớn tiếng ngăn cản, lại bị thẩm bán sơn đẩy ra. Đều cút cả cho tôi đi. Ông ta nhìn về phía Huỳnh Nhân. Trong ngày mai, tôi sẽ chuyển tất cả gia sản và toàn bộ tài sản sang tên anh. Phụt, nhưng thẩm bán sơn còn chưa nói dứt lời, trong nháy mắt ông ta đã trợn to mắt, trong miệng chảy từng ngụm máu tươi thật lớn. Ngực của ông ta xuất hiện thêm một lỗ thủng đầy máu, bị một cánh tay máu xuyên thẳng qua. Cái gì? Một màn trước mắt cũng vượt ra khỏi dữ liệu của huỳnh nhân, sắc mặt anh u ám. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào người quản gia chú Dương đứng đằng sau thẩm bán sơn. Chú Dương, chú làm gì vậy sắc mặt của thẩm thanh vân tái nhợt giống lớn như một kẻ điên thân thể của thẩm bán sơn cứng ngắc ông ta dùng hết sức lực còn lại chậm rãi quay người dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chú dương lão dương ông thẩm bán sơn ông thật sự làm tôi quá thất vọng rồi kết quả vẫn chỉ là một con rùa đen rụt cổ mà thôi giờ phút này trên mặt chú dương không còn một chút cung kính nào trên mặt đầy vẻ âm tàn tôi đã ẩn náu trong nhà họ thẩm nhiều năm như vậy, chính là để xem nhà họ thẩm như một quân cờ, để chuẩn bị tiến hành một bước kế tiếp trong kế hoạch, không ngờ lại vì lão già nhát gan là ông đây mà bị thất bại trong gang tắc. Ánh mắt của chú Dương âm trầm, dưới cơn nóng giận, cánh tay xuyên qua người ông ta kia không ngừng quấy động, bóp nát trái tim của thẩm bán sơn khiến ông ta trực tiếp tắt thở. Ông nội, sắc mặt của thẩm thanh vân trắng bệch, anh ta hét to. Chú Dương, lời này của chú là có ý gì? tôi hoàn toàn không phải chú Dương, tên của tôi, lâu quá rồi, chính tôi cũng quên mất mình tên là gì rồi. Chú Dương yếu ớt thở dài, sau đó đưa ánh mắt nhìn Huỳnh Nhân. Lại là anh, năm lần bảy lượt ngăn cản nhiệm vụ của tôi, quả thực muốn chết mà. Huỳnh Nhân lạnh lùng nhìn chú Dương, bỗng nhiên nói. Năm năm trước, cái video của tôi và vợ là do ông quay nhỉ. Ông chính là Biên Bức, chương 267, 3.000 sát thủ sau khi huỳnh nhân nói ra câu nói cuối cùng tất cả mọi người có mặt ở đây đều mở to mắt đầy ngạc nhiên đặc biệt là lưu an cô ta quay đầu dùng vẻ mặt há hốc mồm nhìn huỳnh nhân thiếu chủ ngài nói cái gì cơ ông ta là người rơi sao đối với cái tên người rơi này mọi người có mặt ở đây ít nhiều gì cũng đều đã từng nghe qua người này là kẻ chủ mưu đứng sau nhiều vụ việc năm năm trước Ông ta không chỉ là kẻ đứng đầu vụ bắt cóc Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết mà còn quay phim lại những việc Huỳnh Nhân đã làm với Liễu Phi Tuyết vào đêm hôm đó. Trong một tin tức rò dỉ gần đây nhất, Đồng Ý Hành đã nhắc đến cái tên người rơi này. Thế nhưng cụ thể người này trông như thế nào thì vẫn còn là bí mật. Phạm Gia Nguyên là chuẩn úy thuộc quân khu Minh Châu đã được sắp xếp giả mạo để đánh lừa thị giác của đám người Huỳnh Nhân và Phùng Cẩn Mai. Bây giờ cuối cùng thì danh tính của người rơi có được đưa ra ánh sáng hay không đây? Bản thân chú Dương cũng sững sờ một lát, sau đó cười lạnh lùng một tiếng. Cái gì mà người rơi với trả con rơi? Tôi không hiểu các người đang nói cái gì. Nhưng các người cũng nói đúng một phần rồi đấy. Đoạn video 5 năm trước quả thật là do tôi quay. Tôi đã giao nó cho đồng ý hành của nhà họ đồng và yêu cầu gã ta giữ nó thật tốt để tương lai còn dùng tới. Vẻ mặt huỳnh nhân rất bình tĩnh nhưng lại không nói gì ánh mắt Lưu An đã đằng đằng sát khí, nếu không phải Huỳnh Nhân cản lại không cho ra tay thì cô ta đã sớm lao tới rồi. Mặc dù người này không trực tiếp thừa nhận nhưng Lưu An đã nghe nói rằng ông ta lệ thuộc vào tổ chức phóng lượng kia. Vẻ mặt Thẩm Thanh Vân dại ra như không thể tin nổi nhìn chú Dương, anh ta nói: Chú Dương, chú đang nói cái gì vậy? Lẽ nào trong mắt của chú, nhà họ Thẩm chỉ là quân cờ thôi sao? Không sai chú dương không hề giấu giếm chút nào mà chỉ bình thản nói năm năm trước lúc tôi giao video cho đồng ý hành theo lệnh của cấp trên thì ván cờ đã bắt đầu rồi nhà họ thẩm là quân cờ đầu tiên mà tôi chiếm giữ cho tổ chức cái ý chú là sao vẫn chưa hiểu à chú dương nhìn thẩm thanh vân với một ánh mắt lạnh lùng giọng nói lạnh nhạt trước đây lòng trung thành và sự khiêm tốn của tôi đều là giả vờ mà thôi theo tôi thấy thì hai ông cháu các người đúng là bất tài vô dụng, khiến người khác ghê tởm. Ầm. Um, ngay khi nghe thấy những lời này, Thẩm Thanh Vân trực tiếp ngã quỵ xuống, vẻ mặt tái nhợt, đồng tử co rút đột ngột. Cho đến bây giờ, anh ta vẫn không muốn chấp nhận sự thật rằng người quản gia đáng tin cậy nhất của gia đình đã tự tay giết chết ông nội mình. Tôi đã đi theo Thẩm Bán Sơn 20 năm rồi, trong 15 năm đầu thì là đối tác kinh doanh, 5 năm trước mới đột nhiên trở thành quản gia của nhà họ Thẩm cậu có biết vì sao không?" Gương mặt chú Dương hé ra một nụ cười lạnh lùng nhìn Thẩm Thanh Vân rồi hỏi. Thẩm Thanh Vân lắc đầu liên tục với ánh mắt ngỡ ngàng. "Đó là bởi vì tổ chức đã vừa ý vùng đất như châu ngọc này từ lâu và muốn khai thác nó thành cứ điểm đầu tiên. Muốn hoàn thành mục tiêu này thì chắc chắn cần phải trở thành người giàu có nhất của thành phố. Nhà họ Thẩm là mục tiêu đầu tiên của tôi, vì vậy tôi đã kiểm soát nhà họ Thẩm dưới hình thức hợp tác kinh doanh." Kế hoạch diễn ra rất thuận lợi, nhưng tôi vẫn đánh giá cao năng lực của ông nội cậu. Vốn dĩ kế hoạch của tôi là trong vòng 15 năm khiến nhà họ thẩm trở thành gia tộc giàu có bậc nhất ở Minh Châu. Không ngờ rằng đã 20 năm trôi qua rồi mà nhà họ thẩm vẫn cứ là một trong bốn gia tộc quyền thế nhất. Điều này khiến tôi vô cùng thất vọng. Thẩm Thanh Vân không nói nên lời, nhưng cơ thể anh ta lại càng run rẩy mạnh hơn. Anh ta đã nghe ông nội nói qua về lịch sử phát triển của nhà họ thẩm. Dựa vào mạng lưới internet để làm nên sự nghiệp, lúc đó thời cơ này đã mang đến nhiều đối tác kinh doanh cho Thẩm Bán Sơn. Vào những năm 90, khi nền kinh tế mới hồi phục, internet còn chưa phổ biến như bây giờ, nhưng chú Dương đã sớm phát hiện ra cơ hội kinh doanh và dẫn dắt nhà họ Thẩm khai thác internet trên mảnh đất hoang vu này, ngày càng phát triển cho đến ngày nay. Thật lòng mà nói, nếu không có chú Dương quản gia thì sẽ không có nhà họ Thẩm của hiện tại. Tất cả những điều này đều là lợi dụng sao? thẩm thanh vân không thể tin được không sai chú dương chắp tay sau lưng vẻ mặt lạnh lùng nói lúc tôi thất vọng với nhà họ thẩm thì lại có một chuyện lớn khác xảy ra đủ ảnh hưởng đến tình hình của minh châu sau khi nói những lời này ông ta nhìn về phía huỳnh nhân vậy nên tất cả mọi người đều hiểu việc mà ông ta nói đến là gì việc thiều gia nguyệt của nhà họ thiều kết hôn nhưng vào đêm tân hôn chú rể lại biến mất không rõ lý do thì ra đó là mệnh lệnh của ông Ánh mắt Huỳnh Nhân cuối cùng cũng trở nên u ám, anh nhìn chằm chằm vào chú Dương. "Đương nhiên không phải, quyền lực của tôi đâu có lớn như vậy." Chú Dương lắc đầu, nghiêm nghị nói. "Thật ra người đứng sau tất cả chuyện này là người khác, nhưng cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ biết được đâu." Ánh mắt của Huỳnh Nhân hơi tối sầm lại, nhưng anh không tức giận mà vẫn tiếp tục nghe ông ta nói tiếp. Sau khi biết cậu biến mất trong đám cưới của Thiều Gia Nguyệt, tôi đã vội chạy đến hiện trường và tình cờ quay được cảnh tượng như vậy trực giác mách bảo tôi rằng trong tương lai cuốn băng ghi hình này sẽ có tác dụng rất lớn chú dương mặt không chút thay đổi nói thân phận của tôi quá nhạy cảm vì không tiện mang theo nó nên tôi đã giao lại cho đồng ý hành đồng thời cũng chôn một quân cờ xuống nhà họ đồng tất cả mọi chuyện đều như ý muốn của tôi nhà họ thiều và nhà họ đồng lần lượt suy yếu điều duy nhất khiến tôi không ngờ chính là con rùa già thẩm bán sơn này lại có thể vô dụng đến vậy vậy mà lại có thể tự tay giao sản nghiệp đã gây dựng nửa đời người cho người khác như vậy chẳng phải tâm huyết của tôi trở nên công cốc rồi sao vậy nên ông muốn giết thẩm thanh vân sao huỳnh nhân cười lạnh đúng vậy nếu cậu ta có suy nghĩ giao lại toàn bộ nhà họ thẩm thì chứng tỏ cậu ta đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi chú dương mang vẻ mặt diếu cờ tàn nhẫn và giọng nói lạnh lùng sau khi nghe những lời này tinh thần của thẩm thanh vân đã không còn tỉnh táo nữa đây là cú sốc quá lớn khó có thể nào phục hồi được đôi mắt của huỳnh nhân trở nên u ám kẻ phản bội như vậy còn đáng ghê tởm hơn thẩm thanh vân và thẩm bán sơn ông hoàn toàn có quyền tiết lộ việc này muộn hơn một chút bởi cứ như bây giờ thì tôi đã biết tất cả kế hoạch của ông rồi anh nói với chú dương không cần phải lo bởi vì tất cả mọi người đều phải chết ở đây thôi chú dương nhếch môi nở một nụ cười rạng rỡ nhìn huỳnh nhân người chết sẽ không bao giờ để lộ bí mật vậy sao huỳnh nhân không chút mảy may lo sợ chỉ thản nhiên nói xem ra ông không hiểu rõ tình huống bây giờ rồi tôi và lưu an có hai người còn ông thì chỉ có một mà thôi chú dương lắc đầu có đôi khi số lượng không giải quyết được vấn đề gì tôi biết hai người rất mạnh nhưng tôi càng mạnh hơn ngay khi vừa dứt lời một luồng hơi thở thuộc về kẻ mạnh phóng ra từ trong cơ thể ông ta. Luồng hơi thở này còn mạnh hơn kiếm sĩ mù lúc trước nhiều. Ngay cả ánh mắt của Lưu An cũng phải trở nên nghiêm túc, thủ thế sẵn sàng đón địch. Thế nào? Chú bác nở một nụ cười u ám. Cho dù hai người có hợp tác lại thì sao nào? Cũng không phải là đối thủ của tôi. Những lời này cao ngạo đến mức khiến thẩm thanh vân sợ hãi cả người run lên. Thật không ngờ lại có một ngày anh ta phải nhờ huỳnh nhân cứu mạng dù sao thì nếu như huỳnh nhân còn sống chưa chắc anh ta đã phải chết nhưng nếu như chú dương còn sống thì chắc chắn ông ta sẽ giết anh ta để bịt miệng tuy nhiên nhìn thấy toàn bộ hơi thở của chú dương huỳnh nhân lại cười khẽ xem ra ông hoàn toàn chẳng hiểu gì về sức mạnh rồi hả chú dương nghi ngờ nhìn huỳnh nhân sức mạnh mà ông ta thể hiện hẳn là phải mạnh hơn sức mạnh mà huỳnh nhân bộc lộ ra trước đó mới đúng lưu an đang định ra tay thì bị huỳnh nhân ngăn lại anh nở một nụ cười lạnh nhạt. Đối phó với ông ta chúng ta không cần phải ra tay. Không đợi Lưu An trả lời, Huỳnh Nhân đã nhìn về phía chú Dương. Tôi phải sửa lại một sai lầm của ông mới được, đôi khi số lượng có thể quyết định tất cả đấy. Vừa dứt lời, anh liền đánh tay về một hướng. Vù vù vù, từng bóng dáng bay vụt qua từ bốn phương tám hướng, giống như những chú chim sơn ca đậu xuống các cành cây xung quanh. Nhìn kỹ hơn thì hóa ra là những bóng người dày đặc, khuôn mặt khác nhau, thân hình có béo có gầy, điểm giống nhau duy nhất chính là ánh mắt đằng đằng sát khí. Đây, những người này đều là sát thủ sao? Giờ phút này, vô số sát thủ không hẹn mà cùng xuất hiện khiến ngay cả chú Dương cũng phải tái mặt. Đúng vậy, Huỳnh Nhân cười khẽ. Chúng ta chơi một trò chơi nhé. Một mình ông đấu với ba nghìn sát thủ này, mươi 268, tôi là Lưu An. Sau khi Huỳnh Nhân trêu tức nói xong, vẻ mặt chú dương trở nên vô cùng u ám mồ hôi như hạt đậu trượt xuống từ trên trán mặc dù ông ta tự cao tự đại rằng mình mạnh nhưng ông ta cũng không thể một mình đấu lại nhiều sát thủ như vậy được nếu là mười mấy tên thì ông ta còn có thể liều mạng một lần nhưng ở đây lại là hàng nghìn tên sát thủ đây là khái niệm gì chẳng khác nào huỳnh nhân đang trực tiếp gọi một binh đoàn sát thủ tới mỗi người phun một ngụm nước miếng cũng có thể giết chết chú dương chú dương chìm trong nỗi ngạc nhiên và sợ hãi trong lòng ông ta còn hơi run rẩy ông ta nghĩ muốn thủng đầu cũng không thể hình dung ra được vì sao lại xuất hiện nhiều sát thủ như vậy nhìn cảnh tượng trước mặt lưu an cũng bật cười đôi mắt đỏ rực chuyển thành màu máu về phần thẩm thanh vân thì lại bị dọa cho choáng váng cả đời này anh ta chưa bao giờ nhìn thấy nhiều sát thủ như vậy nhất là khi tất cả mọi người đều có vẻ mặt u ám và hơi thở mạnh mẽ giống như âm binh quỷ tướng vẫn luôn ẩn nấp xung quanh ngôi biệt thự này vậy. Huỳnh nhân, cậu gọi nhiều sát thủ tới như vậy không sợ bị cấp trên phát hiện sao? Chú Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Tập hợp một lúc 3.000 sát thủ, đừng nói là nước hạ mà cả thế giới này cũng sẽ bị cậu làm cho dung chuyển. Huỳnh nhân cười khẽ. Ông yên tâm đi, bọn họ đều có giấy thông hành và có thân phận hợp pháp. Hơn nữa, Huỳnh nhân dừng lại một chút, dùng vẻ mặt trêu tức nhìn chú Dương ông cũng sắp chết đến nơi rồi người chết thì sẽ không để lộ bí mật chú dương lập tức cứng cả người lại sao ông ta lại không nghe ra rằng huỳnh nhân đang chế nhạo mình chứ lúc trước ông ta đã nói những lời này và mưu toan muốn giết hết những người ở đây kết quả là chỉ mới chớp mắt một cái huỳnh nhân đã dùng chính những lời nói đó để đáp lại ông ta giờ phút này đám sát thủ đã bao vây toàn bộ biệt thự sát thủ đông đến nỗi phải kéo dài đến phía sau núi một con quả đen bay qua kêu lên mấy tiếng quả quả như đang trực chờ để áp giải ông ta xuống địa ngục điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là những sát thủ này đều có nguyên tắc của riêng mình và sẽ không bao giờ tụ tập với những tên sát thủ khác nhiều sát thủ tập trung lại một chỗ như vậy mà lại không hề tự giết lẫn nhau cậu ta chỉ là con rể của một gia đình bình thường còn các anh thì đều là những kẻ mạnh có máu mặt các anh cứ cam lòng nguyện ý bán mạng cho một kẻ vô dụng như thế này sao chú dương quay đầu súng sang nhìn đám sát thủ và lớn giọng nói các anh giết người cũng chỉ vì tiền mà thôi nhanh chóng rời khỏi đây đi cậu ta cho các anh bao nhiêu thì tôi sẽ cho các anh gấp đôi số tiền đó tuy nhiên tất cả sát thủ vẫn thờ ơ như cũ thậm chí còn lướt nhìn chú dương như nhìn một thằng ngu có vẻ như ông ta đã bị dồn đến bước đường cùng vẻ mặt huỳnh nhân bình tĩnh thản nhiên nói ông cho rằng nhiều sát thủ như vậy đều là do tôi gọi tới sao chẳng nhẽ không phải sao. Mặc dù trong lòng chú Dương đang rất hoảng loạn nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh. Vì sao ba nghìn sát thủ này lại tới đây thì tôi nghĩ cậu Huỳnh đây hiểu rõ hơn ai hết chứ nhỉ? Những lời này vừa thốt ra, ánh mắt chú Dương lập tức trở nên lạnh lẽo. Ông ta quay phát về phía thẩm thanh vân với vẻ mặt hung dữ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Thẩm thanh vân sợ đến mức vẻ mặt tái nhợt, nói năng lộn xộn. Cái này, những tên sát thủ này đều tới đây để giết tôi. Cái gì? Chú Dương sửng sốt, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cuối cùng giọng nói của ông ta cũng trở nên ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Mấy ngày trước đột nhiên có sát thủ tới nhà họ thẩm. Thẩm bán sơn suýt chút nữa đã bị giết hại, chẳng lẽ những kẻ đó cũng là tới để giết cậu? Đúng, đúng vậy. Khốn kiếp. Chú Dương nổi giận ngay tại chỗ, Dùng bàn tay tát mạnh vào đầu Thẩm Thanh Vân một tát như muốn đánh chết anh ta tại đây. Thẩm Thanh Vân vội vàng ôm lấy đầu mình, nhưng lúc ôm ta dùng hết sức ra tay thì huỳnh nhân đã nhanh hơn một bước. Huỳnh nhân dùng tay ném ra một viên đá. Phốc! Trong phút chốc, hòn đá xuyên qua lòng bàn tay của chú Dương, giữa lòng bàn tay ông ta xuất hiện một lỗ máu trống rỗng. A! À, ông ta ngay lập tức hét lên một tiếng thảm thiết và ôm chặt bàn tay của mình như đang phải chịu cơn đau dữ dội ở trước mặt tôi ông nghĩ ông có cơ hội ra tay sao vẻ mặt huỳnh nhân vẫn lạnh lùng như đã mất nhân tính cả người chú dương run lên cuối cùng ánh mắt nhìn huỳnh nhân của ông ta cũng trở nên khiếp sợ cuối cùng nói cho ông biết một sự thật để ông được chết rõ ràng hơn một chút này huỳnh nhân thờ ơ nói không phải tôi phát lệnh truy nã thẩm thanh vân mà là cô ta anh chỉ vào lưu an phía sau khóe miệng lưu an cũng tràn đầy nụ cười lạnh lùng ánh mắt kia giống như là ánh mắt đứng trên cao nhìn xuống của kẻ thống trị. Chú Dương cũng nhìn Lưu An, cơ thể càng ngày càng run mạnh. Không thể, không thể nào, cho dù cô ta có mạnh đến mấy đi chăng nữa cũng không thể gọi nhiều sát thủ đến như vậy được. Trên đời này không có gì là không thể. Người đi theo tôi này chính là sát thủ số một thế giới đã lui khỏi giới sát thủ khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp 5 năm trước, ám giả quân mẫu. Huỳnh nhân từ trên cao nhìn xuống ông ta bây giờ ông còn cảm thấy cô ta không thể ra lệnh cho sát thủ trên toàn thế giới nữa không? Không, không thể nào, chuyện này không thể nào. Ánh mắt của chú Dương vô cùng hoảng sợ, đột nhiên ông ta hét lên như người bệnh tâm thần. Cô ta không thể nào là ám giả quân mẫu được, 5 năm trước ám giả quân mẫu đã chết rồi. Huỳnh Nhân thở dài một hơi đầy sâu kín, Lưu An cũng nhìn ông ta với ánh mắt thương hại. Thật ra quá khứ của Lưu An trừ Huỳnh Nhân ra thì chú Dương là người thứ hai được biết nhưng anh cũng chỉ biết sau khi lưu an ám sát anh thất bại mà thôi chắc chắn ông ta đang cảm thấy nhiệm vụ của lưu an đã thất bại nên đã bị tổ chức trừng phạt nhưng sự thật là huỳnh nhân đã cứu lưu an và phá hủy sự lệ thuộc của lưu an vào tổ chức chỉ có điều anh không muốn giải thích chuyện này có một số điều càng là sự thật thì lại càng khiến người ta khó tin thấy huỳnh nhân không nói gì chú dương lại cười lớn thế nào bị tôi vạch trần rồi sao cô ta hoàn toàn không phải ám giả quân mẫu. Tin tức mà tôi nhận được là ám giả quân mẫu đã chết, ha ha ha. Phịch phịch phịch. Nhưng trong khoảnh khắc chú Dương đang cười lớn thì tất cả sát thủ ở bốn phương tám hướng đều đồng loạt quỳ xuống, như hàng vạn người đang quỳ lạy cúi đầu trước Huỳnh Nhân và Lưu An. Cảnh tượng này vô cùng ngoạn mục và hoành tráng, tiếng cười điên cuồng của chú Dương cũng đột ngột dừng lại. Chỉ thấy tất cả sát thủ ở đây đều đưa tay lên ngực, cúi đầu xuống đồng thanh hô lên tham kiến quân mẫu, tham kiến quân mẫu, tham kiến quân mẫu, ngoặc kép ngoặc kép, âm thanh giống như thét ra lửa, vang vọng hùng tráng chấn động cả đất trời. Bọn họ đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, tất cả đều sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình để hô lớn bốn chữ tham kiến quân mẫu. Một màn này chấn động cả ánh mắt và linh hồn của chú Dương. Dưới thanh thế lớn như vậy, ông ta ngã ngồi ngay xuống đất. Ám giả quân mẫu mới chỉ biến mất có 5 năm, Người đi theo cô ta vẫn còn rất nhiều. Trong giới sát thủ còn truyền nhau một câu nói rằng không một ai có thể khiến sát thủ từ khắp mọi nơi trên thế giới đoàn kết một lòng. Nếu có thì người này chắc chắn là ám giả quân mẫu. Bây giờ ba nghìn tên sát thủ cùng quỳ xuống, đồng thanh hô quân mẫu. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ với mái tóc đen và đôi mắt đỏ này là ám giả quân mẫu. Thấy một màn trước mắt, Lưu An rất xúc động, đôi mắt hoen đỏ cô ta nhớ lại những năm tháng quá khứ huy hoàng. Ngày xưa, cô ta lừng danh thiên hạ, cầm lưỡi dao sắc bén trong tay, vùng vẫy từ nam ra bắc, máu tươi nhuộm đỏ áo choàng, xương thịt chôn vùi dưới chân cô ta nhiều vô kể. Ngày xưa, cô ta cũng từng đạp lên con đường xuống địa ngục. Lúc cái chết đang đến gần, có một người đàn ông cao lớn đã chìa tay kéo cô ta ra khỏi đó. Từ đó về sau, thế giới này thiếu đi một sát thủ tên là ám giả quân mẫu, lại có thêm một người trung thành đi theo huỳnh nhân tên là Lưu An. Cô ta khẽ phất tay, tiếng hô đột ngột dừng lại. Cô ta cười khẽ với các sát thủ rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm ơn mọi người vì đã tới, nhưng tôi không phải ám giả quân mẫu. Tôi là Lưu An, chương 269, kẻ đáng thương. Tất cả sát thủ đều nhìn chầm chầm vào bóng lưng của Lưu An, ánh mắt của bọn họ đã nói lên tất cả. Ngay cả khi Lưu An không thừa nhận mình là Ám Giả Quân Mẫu thì đối với bọn họ cô ta vẫn cứ là Ám Giả Quân Mẫu như cũ. 5 năm trước, Ám Giả Quân Mẫu nổi tiếng khắp thế giới, nhưng không ai biết khuôn mặt hay thân hình cô ta trông như thế nào. Lưu An không thừa nhận rằng cô ta là Ám Giả Quân Mẫu, vậy thì ai mới là Ám Giả Quân Mẫu vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Tuy nhiên, nếu nghĩ theo một cách khác thì Ám Giả Quân Mẫu chỉ là thân phận trước đây của cô ta bây giờ cô ta đã từ bỏ thân phận đó và tập trung làm lưu an của ai đó rồi đây cũng là một điều dễ hiểu kết quả là ánh mắt của tất cả sát thủ ở đây đều hướng về lưu an với một thái độ càng kính trọng hơn một số khác còn chú ý đến huỳnh nhân bên cạnh lưu an bọn họ không khỏi suy đoán đây có phải là người đã cứu lưu an không vẻ mặt huỳnh nhân dịu đi khi nhìn lưu an nhẹ nhàng gật đầu với cô ta quân mẫu để ông đây giết ông ta cho ngài đột nhiên một tên sát thủ vẻ mặt ác độc nhìn về phía chú dương tôi mới là người thay quân mẫu giết chết ông ta đừng động vào để đó cho tôi ngoặc kép ngoặc kép nhất thời tất cả sát thủ đều nhìn về phía chú dương với ánh mắt đằng đằng sát khí chú dương trông như một kẻ ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm vào lưu an rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó ông ta bỗng nở một nụ cười nham hiểm lưu an lập tức nhìn về phía huỳnh nhân huỳnh nhân khẽ cười tùy cô quyết định hôm nay đây chính là sân nhà của cô mặt lưu an đỏ lên sau đó nhanh chóng khôi phục lại sự tàn nhẫn trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng giết đi oanh nhận được lệnh tất cả sát thủ cùng nhau ra tay tên sát thủ ở gần chú dương nhất đã kề dao vào cổ ông ta chú dương đúng là rất lợi hại cho dù lòng bàn tay bị một hòn đá của huỳnh nhân đâm thủng máu đang chảy không ngừng nhưng ông ta vẫn linh hoạt tránh thoát sau đó ông ta gầm lên một tiếng tung ra một đòn phản công và giết chết ba bốn sát thủ liên tiếp. Nhưng việc này cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Nhóm sát thủ tiến dần lên, dưới sự hỗn loạn của trận chiến, chú Dương lập tức ngã xuống với nhiều vết thương do dao và súng để lại. Không biết có phải trùng hợp hay không mà chú Dương lại ngã xuống ngay trước mặt thẩm thanh vân. Huỳnh Nhân lập tức khoát tay ra hiệu, Lưu An nhanh chóng quát lên bảo ngừng lại. Nhóm sát thủ lùi lại một bên chờ đợi mệnh lệnh. Huỳnh Nhân đi tới bên người chú Dương, vẻ mặt bình tĩnh. Tại sao lại phải bại lộ ra, ông tiếp tục giả vờ không biết chẳng phải tốt hơn sao? Chết rồi thì ân hay oán gì rồi cũng sẽ tiêu tan. Ha ha ha, Huỳnh Nhân, cậu cho rằng cậu thật sự thắng tôi sao? Khụ khụ. Cả người chú Dương đầy máu tươi nằm trên mặt đất cười to. Mới cười được vài tiếng đã ho ra một đống máu lớn. Tôi không phải người rơi, người rơi thật sự là một người khác nhưng cậu sẽ không bao giờ biết được đâu cho đến khi chết trên mặt ông ta vẫn nở nụ cười nhìn về phía huỳnh nhân huỳnh nhân cũng không tức giận mà chỉ bình tĩnh nhìn ông ta ông sai rồi tôi sẽ tìm được người rơi và giết chết hắn cậu chắc chắn không thể đoán được ai là người rơi đâu tôi sẽ gợi ý cho cậu một chút chú dương dùng chút sức lực cuối cùng nói người rơi là người ở bên cạnh cậu là kẻ mà cậu sẽ không bao giờ ngờ tới nói xong ông ta cúi đầu xuống yên lặng chờ cái chết đến huỳnh nhân cũng không quan tâm chỉ lạnh lùng liếc ông ta một cái rồi nói với thẩm thanh vân muốn nói cái gì thì nói nhanh lên ông ta sắp chết rồi thẩm thanh vân nhìn huỳnh nhân đầy cảm kích sau đó đi đến bên cạnh chú dương hai mắt đỏ hoe chú dương cháu chỉ có một câu hỏi lúc nào chú nói là lợi dụng nhà họ thẩm chúng tôi sự thịnh vượng của nhà họ thẩm cũng nhờ chú mà có nhưng dù chú là người giết ông nội, tôi cũng sẽ không hận chú đâu. Thế nhưng, chú sống ở nhà họ thẩm gần 30 năm. Là 30 năm đấy, trên đời này có bao nhiêu lần 30 năm đây? Ngón tay của thẩm thanh vân cắm thật sâu vào bùn đất, hàm răng nghiến chặt, gần như gào lên hỏi. Chú thật sự không có chút lưu luyến nào đối với nhà họ thẩm sao? Căn biệt thự yên tĩnh, chỉ có tiếng hét của thẩm thanh vân vang vọng. Huỳnh Nhân và Lưu An nhìn nhau, đều nhìn ra sự thương hại trong mắt đối phương bọn họ đều cảm thấy tuy anh ta đáng ghét nhưng cũng rất đáng thương chú dương run rẩy ngẩng đầu lên nhìn thẩm thanh vân cố hết sức nở một nụ cười cứng ngắc nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cơ thể ông ta không nhúc nhích nữa nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lạnh dần đi ông ta chết rồi chú dương thẩm thanh vân ôm chặt lấy cơ thể ông ta khóc thành tiếng giờ khác này trên mặt anh ta không có biểu cảm gì khác ngoài việc khóc như một đứa trẻ anh ta sẽ đau đớn cho cái chết của chú dương ngay cả khi người đàn ông này đã giết ông nội của anh ta huỳnh nhân đột nhiên nói hãy nhìn tay của ông ta đi thẩm thanh vân ngẩng đầu lên vội vàng mở bàn tay đang nắm chặt của chú dương ra trong bàn tay đang nắm đó có một mặt dây chuyền bằng bạc dây chuyền trông đã cũ rồi phía trên vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể của chú dương đây là di vật của bà nội ánh mắt thẩm thanh vân hơi rung động anh ta tự lẩm bẩm bà nội mất sớm vì bị bệnh khi sắp xếp lại đồ đạc của bà mọi thứ khác đều tìm được nhưng lại thiếu mặt dây chuyền này không ngờ nó lại ở trên người chú dương vừa nói anh ta vừa run rẩy mở mặt dây chuyền ra bên trong đặt một bức ảnh đã ố vàng đó là bức ảnh một nhóm ba người hai người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú cùng một người phụ nữ có mái tóc dài trông rất thanh lịch trí thức và rất có khí chất. Thẩm Thanh Vân rất ngỡ ngàng. Đây là ảnh của ông bà và cả chú Dương nữa. Ông ta đã trả lời câu hỏi của cậu. Huỳnh Nhân nhìn anh ta thật lâu rồi nhẹ giọng nói. Ông ta vẫn luôn yêu bà nội của cậu, cũng rất quan tâm đến mọi thứ của nhà họ thẩm. Nhưng vì nhiệm vụ nên ông ta chỉ có thể xem nhà họ thẩm như là một quân cờ. Lưu An cũng thở dài, con người có 7 loại cảm xúc và 6 cái ham muốn có ai có thể cứ giữ ý chí sát đá được mãi đâu cầm chặt mặt dây truyền bạc thẩm thanh vân vừa khóc vừa cười như người mất trí nhóm sát thủ đã rời đi bi kịch của nhà họ thẩm đã kết thúc sau khi đợi tâm trạng của thẩm thanh vân ổn định lại huỳnh nhân mới bình tĩnh hỏi bây giờ thẩm bán sơn đã chết chú dương cũng đã chết cậu định sẽ làm gì tiếp theo thẩm thanh vân im lặng thật lâu rồi đột nhiên cười tự diếu chỉ còn mỗi mình tôi còn sống tôi có thể làm được gì bây giờ? Cậu là người thừa kế duy nhất của nhà họ thẩm, vậy nên cậu có quyền quyết định mọi chuyện. Thẩm Thanh Vân biết Huỳnh Nhân có ý gì, sau khi im lặng một lúc, vẻ mặt anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tôi hiểu vì sao lúc trước ông nội thà đưa cả nhà họ thẩm cho người ngoài cũng muốn để lại một đường lui duy nhất của nhà họ thẩm. Ngày mai đích thân tôi sẽ giao hết tài sản của nhà họ thẩm cho tòa nhà quốc tế. Nhưng tôi hy vọng anh có thể cho nhà họ thẩm một con đường sống. Huỳnh Nhân gật đầu. Được. Thẩm Thanh Vân sẽ được xác của Thẩm Bán Sơn và chú Dương trở về, Lưu An cũng rời đi. Lúc về đến nhà thì đã là 10 giờ rưỡi đêm, nhưng trong phòng khách vẫn còn ánh đèn mờ mờ như cũ, thoạt nhìn thì có vẻ là Liễu Phi Tuyết để đèn cho anh về. Huỳnh Nhân khẽ cười, sau đó vọt đi tắm rửa sạch sẽ mùi máu rồi mới nhẹ chân bước vào phòng. Điều khiến Huỳnh Nhân ngạc nhiên là Liễu Phi Tuyết vẫn chưa ngủ thậm chí cô còn xuống giường đi canh cho tiểu như đang ngủ say sao em vẫn chưa ngủ huỳnh nhân nhìn ra sự u sầu trên khuôn mặt liễu phi tuyết chờ anh về để bàn chuyện vẻ mặt của liễu phi tuyết hơi nghiêm trọng huỳnh nhân cười cười có chuyện gì mà em cứ úp úp mở mở vậy tháng sau là đến trung thu rồi liễu phi tuyết chỉ vào tờ lịch rồi nói ngày hôm đó anh có kế hoạch gì không huỳnh nhân lắc đầu anh không có kế hoạch đặc biệt gì cả em thì sao? Liễu Phi Tuyết nói, Thụy Hia muốn về nhà một chuyến. Huỳnh Nhân im lặng một lúc, đôi mắt đột nhiên hơi híp lại. Trở về Yên Lăng sao? Liễu Phi Tuyết không nói gì, chỉ gật mạnh đầu. Chương 270, thân thế của Phi Tuyết. Ánh mắt của Huỳnh Nhân trở nên sâu xa hơn, trong mắt thậm chí còn có một vòng ánh sáng. Cân nhắc hồi lâu, anh nhìn về phía Liễu Phi Tuyết với vẻ nghiêm túc. Em muốn về à? Liễu Phi Tuyết nghiêm túc gật đầu, trong mắt tràn đầy sự ái náy. Em biết việc này rất tùy hứng nhưng sao em có thể không quan tâm đến Yên Lăng, nhưng em không thể yêu cầu Chiếu Vân làm như thế, nếu không thì sẽ không công bằng với cô ấy. Anh hiểu, Yên Lăng không chỉ là nhà của cô ấy mà còn là nhà của em. Không đợi Liễu Phi Tuyết nói xong, Huỳnh Nhân đã tỏ rõ lập trường của mình, anh nhìn về phía Liễu Phi Tuyết với ánh mắt dịu dàng. Vậy về thôi, anh về với em. Liễu Phi Tuyết bị Huỳnh Nhân khiến cho cảm động không thôi, nhưng cô vẫn lắc đầu. Em không thể để anh đưa mình vào nguy hiểm được. Câu trả lời của Liễu Phi Tuyết không nằm ngoài dự đoán của Huỳnh Nhân, nhưng ánh mắt nhìn về phía cô càng trở nên dịu dàng hơn. Yên lăng là cốt lõi của nước hạ, nước sâu đến mức chỉ cần một viên gạch cũng có thể đụng chúng hai anh em có lai lịch thâm sâu, mà gia tộc của cô lại đứng sừng sướng trên đỉnh cao ở nước hạ hoàng tộc Yên lăng. Những người đó mới là chủ nhân thật sự, khống chế mọi ngành nghề ở thành yên lăng, không ai dám làm trái ý của họ, nếu không thì chỉ có một con đường chết. Thiều Gia Nguyệt của nhà họ Thiều có quan hệ mật thiết với Hoàng tộc Yên Lăng, khiến cho người khác vô cùng chú ý, Liễu Phi Tuyết lại là trưởng công chúa của Hoàng tộc Yên Lăng, thân phận vô cùng cao quý. Tuy nhiên, vì một số lý do, Liễu Phi Tuyết đoạn tuyệt với Hoàng tộc Yên Đô, rời khỏi hương tộc, thậm chí còn kết hôn với Huỳnh Nhân và sinh ra Tiểu Như, điều này đã động chạm đến danh giới cuối cùng của Hoàng tộc Yên Lăng, bọn họ không cho phép Liễu Phi Tuyết kết hôn với một người đàn ông thấp kém như vậy. Tiểu Như cũng bị xem là con hoang. Lần này Huỳnh Nhân theo Liễu Phi Tuyết cùng đến Yên Lăng, người trong hoàng tộc chắc chắn không bỏ qua cho Huỳnh Nhân, thậm chí cũng sẽ ra tay với Tiểu Như, Liễu Phi Tuyết không muốn sẽ xảy ra thảm cảnh như vậy. Tuy nhiên Huỳnh Nhân lại cười nói, anh không đi thì làm sao được, nói thế nào thì em cũng là vợ anh, làm gì có chuyện vợ đi xa mà chồng không đi theo. Huỳnh Nhân, anh đừng sao anh có thể yên tâm để em đi đến yên lăng một mình được sao tiểu như có thể để em đi nụ cười trên mặt huỳnh nhân dần biến mất trở nên trịnh trọng và nghiêm túc trên trán lại có thêm một phần sát khí toàn thân liễu phi tuyết run lên nhìn huỳnh nhân với vẻ khó mà tin được nhìn một lát mắt của cô đỏ hoe quả thật nếu liễu phi tuyết một mình đi đến yên lăng thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm ở khắp nơi huỳnh nhân cũng không yên tâm tiểu như cũng không nỡ nhưng cô không còn cách nào cô không thể đưa huỳnh nhân và tiểu như đi cùng cô muốn cố gắng hết sức để bảo vệ cái tổ ấm khó mà tìm được này nghĩ đến đây lòng cô lại cứng rắn hơn rất nhiều tuy nhiên câu nói tiếp theo của huỳnh nhân đã hoàn toàn làm tan nát sự quyết tâm của cô em nói cho anh biết sau khi em trở về yên lăng một mình thì những người đó sẽ đối xử với em thế nào vẻ mặt của anh suy tư hơn liễu phi tuyết im lặng một lúc sau đó lắc đầu nói em không biết nhưng mà hẳn là bọn họ sẽ ép em ly hôn. Đúng vậy, bọn họ sẽ ép em ly hôn, em nghĩ anh sẽ cho phép sao? Trong mắt Huỳnh Nhân đầy sát ý. Cho nên anh không thể không đi, dù là người nhà của em nhưng ai muốn chia rẽ chúng ta thì đều là kẻ thù của anh. Anh biết gia tộc của em rất có thế lực, có lẽ sức ảnh hưởng của họ trải dài khắp cả nước, nhưng có thể những thứ mà chúng ta thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm nhưng chỉ vì bọn họ có thế lực mà anh phải thỏa hiệp để cho em tái giá sao chuyện này là không thể nào ánh mắt của huỳnh nhân kiên định giọng nói sục sôi anh sẽ không rút lui người nên rút lui là bọn họ anh không chỉ sẽ đi cùng em đến yên lăng mà còn đưa cả con gái chúng ta theo bọn họ muốn chia rẽ chúng ta thì anh sẽ dẫn theo hai người đến cửa nhà họ và vả vào, vào mặt bọn họ thật mạnh có anh ở đây ai dám động vào nửa sợi tóc của em và tiểu như những lời này vô cùng kiêu ngạo hoàn toàn không để hoàng tộc yên lăng vào trong mắt. Liễu phi tuyết rung động đến mức không nói được lời nào, cô chỉ ngây người nhìn anh. Nhìn vào đôi mắt kiên định của huỳnh nhân, liễu phi tuyết chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy cũng được, có em ở đây, chắc là họ cũng không làm gì anh đâu. Ánh mắt của huỳnh nhân dịu lại, anh dịu dàng nói. Bây giờ em có thể nói cho anh biết mọi chuyện được không? Sắc mặt của Liễu Phi Tuyết phức tạp, cô biết Huỳnh Nhân đang nói về lai lịch của cô. Cô suy tư hồi lâu, sau đó ánh mắt bình tĩnh. Anh biết bao nhiêu về em? Huỳnh Nhân sững sờ, trong lúc nhất thời khó mà trả lời được, anh sờ sờ mũi. Tổng giám đốc tập đoàn Lệ Tinh, nhà ở Yên Lăng, gặp được anh sau một vụ bắt cóc. Ừ, tuy nhiên, Liễu Phi Tuyết không hề thất vọng trước câu trả lời này và tiếp tục nói một cách nghiêm túc. Rõ ràng em là người Yên Lăng, sao lại đoạn tuyệt quan hệ với hoàng tộc Yên Lăng? Huỳnh Nhân không chen vào, anh đã muốn hỏi câu này từ lâu, nhưng không tìm được thời điểm thích hợp. Nếu Liễu Phi tuyết luôn ở Yên Lăng, cả hai sẽ không có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Vì ba mẹ em ly hôn, vì ba em lừa dối. Giọng nói của cô bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu tức giận, nhưng Huỳnh Nhân lại biết đây chính là biểu hiện của việc lòng đã nguội lạnh. Cô đã hoàn toàn thất vọng về gia tộc của mình. Huỳnh Nhân chớp mắt mấy cái, có phần ngây người. Lý do này đối với những gia đình bình thường thì đúng là rất nghiêm trọng, nhưng đối với những gia đình giàu có thì lại quá đối bình thường. Hầu hết những gia đình giàu có đều liên hôn, hai người không yêu nhau thật lòng, chỉ cần có lợi cho gia đình là được, sau khi kết hôn có thể sống theo cách riêng của mình, chỉ cần đừng gây rắc rối là được. Tuy nhiên, Huỳnh Nhân lại bỏ qua một điểm, nếu chỉ là một vụ ly hôn đơn giản vì vượt quá giới hạn thì sao Liễu Phi Tuyết lại có thể đối đầu quyết liệt với gia tộc của mình như thế này? anh chỉ nghe thấy Liễu Phi Tuyết nói tiếp. Anh biết được bao nhiêu về ba mẹ của em và Thụy Hoa. Huỳnh Nhân nhớ lại một chút, Liễu Thụy Hoa đã từng nhắc đến ba mẹ của cô ấy và Liễu Phi Tuyết. Người đàn ông đó tên là Liễu Nhược Ngu. Huỳnh Nhân chỉ biết ông ta là trưởng tộc họ Liễu của Hoàng tộc Yên Lăng, ngoài ra không biết thêm gì. Tất nhiên, anh cũng từng bảo Lưu An tìm hiểu về Liễu Nhược Ngu, nhưng hồ sơ mà anh nhận được chỉ là những khoảng trống không. Giống như Thiều Gia Nguyệt không thể tìm hiểu về Huỳnh Nhân trong năm năm vậy. Về phần mẹ của Liễu Phi Tuyết thì không có thông tin gì cả. Liễu Phi Tuyết đột nhiên nói: "Bên giờ người ngoài đều đồn đại rằng anh bám váy em." Ánh mắt của Huỳnh Nhân kinh ngạc, anh không hiểu sao cô lại hỏi câu này, nhưng vẫn gật đầu. "Ừ." Liễu Phi Tuyết trợn tròn mắt. "Cuộc hôn nhân của ba và mẹ em cũng giống với chúng ta, người ngoài đều nói là chính mẹ em đã cưới ba em." lời này vừa được nói ra thì sắc mặt của huỳnh nhân có phần thay đổi anh kinh ngạc nhìn cô không thể tin được người đứng đầu hoàng tộc yên lăng lại là chàng rể ở rể nhiều năm trước cuối cùng thì mẹ của liễu phi tuyết có quyền thế lớn thế nào mẹ vợ của anh rốt cuộc bà ấy là ai huỳnh nhân không nhịn được mà hỏi liễu phi tuyết cười nhẹ còn nhớ khi anh họ của em gọi cho anh và nói em là ai không huỳnh nhân hai mắt híp lại mỹ nhân đẹp nhất yên lăng Đúng vậy. Giọng điệu của Liễu Phi Tuyết bình thản. Mẹ của em là mỹ nhân đẹp nhất yên lăng đời trước. Audio điện tử võ tấn bền. Kết chương 270.